Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bài 27, viết chữ hoa o. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần tìm hiểu về cách viết chữ hoa o nhé. Các em hãy quan sát chữ mẫu. Đây là chữ hoa o cỡ vừa. Các em hãy quan sát và cho cô giáo biết chữ hoa o cỡ vừa có độ cao là mấy ly? Đáp án của cô như sau, chữ hoa o cỡ vừa có độ cao là 5 ly đấy. Quan sát và cho cô giáo biết, chữ hoa o cỡ vừa có độ rộng là mấy ly? Đáp án của cô là, chữ hoa o cỡ vừa có độ rộng là 4 ly. Các em hãy quan sát chữ mẫu và cho cô giáo biết, chữ hoa o gồm có mấy nét nhé. Đáp án của cô như sau, chữ hoa o gồm có một nét, đó là nét cong kín, phần cuối của nét lượn vào trong bụng chữ. Bây giờ các em hãy quan sát quy trình viết mẫu chữ hoa o cỡ vừa nhé. Cô mời các em quan sát và lắng nghe. Nét 1, nét cong kín, đặt bút trên đường kẻ 6, đưa bút sang trái để viết nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. Đến đường kẻ 4 thì lượn lên một chút rồi dừng bút. Mời các em chuẩn bị tô theo nhé. Đặt bút ở đường kẻ ngang 6, kéo bút sang trái để viết nét cong kín. Khi đến điểm đặt bút thì lượn vào trong bụng chữ. Đến đường kẻ 4 thì lượn lên một chút rồi dừng lại. Như vậy vừa rồi, các em đã được quan sát quy trình viết mẫu chữ hoa o cỡ vừa. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ hoa o cỡ vừa vào bảng con nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình viết chữ hoa o cỡ nhỏ nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình. Đây là chữ hoa o cỡ nhỏ. Các em cho cô giáo biết chữ hoa o cỡ nhỏ có độ cao là mấy ly? Đáp án của cô như sau. Chữ hoa o cỡ nhỏ có độ cao là 2,5 ly đấy. Vậy chữ hoa o cỡ nhỏ có độ rộng là mấy ly? Chữ hoa o cỡ nhỏ có độ rộng là 2 ly. Và chữ hoa o cũng gồm có một nét, đó là nét cong kín đấy. Bây giờ các em hãy quan sát quy trình viết mẫu chữ hoa o cỡ nhỏ nhé. Chúng ta đặt bút ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4, viết nét cong kín. Đến điểm đặt bút thì chúng ta lượn vào trong. Điểm dừng bút là ở gần đường kẻ 3. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ hoa o cỡ nhỏ nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi chúng mình đã được cùng nhau tìm hiểu về quy trình viết chữ hoa o cỡ vừa và quy trình viết chữ hoa o cỡ nhỏ rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu ứng dụng của bài nhé.
Các em nghe cô giáo đọc mẫu câu ứng dụng của bài nhé. Ong chăm chỉ tìm hoa làm mật. Cô mời các em đọc lại câu ứng dụng nào. Cho cô biết trong câu ứng dụng này chữ nào được viết hoa? Đáp án của cô như sau. Trong câu ứng dụng này chữ ong được viết hoa đấy. Và đây là chữ hoa o cỡ nhỏ. Khi chúng mình viết chữ hoa o cỡ nhỏ chuyển sang viết chữ ng thì chúng mình viết liền nét ở phần cuối của phần đầu của chữ ng, chúng mình sẽ viết chạm vào với chữ hoa o nhé. Cuối câu có dấu chấm, các em lưu ý chúng mình chấm ở ngay sau chữ mật. Cho cô giáo biết khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu ứng dụng như thế nào? Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng là bằng một con chữ O đấy. Khi viết, chúng mình để dấu thanh như thế nào? Các em ạ, khi viết, các em lưu ý để dấu thanh ở vị trí âm chính nhé. Quan sát cho cô biết những chữ nào có độ cao 2,5 ly. Những chữ có độ cao 2,5 ly đó là chữ G, chữ H, chữ L. Quan sát, tìm cho cô giáo xem những chữ nào có độ cao 1,5 ly. Chữ có độ cao 1,5 ly đó là chữ T. Các chữ còn lại chúng mình thấy đều cùng có độ cao là 1 ly đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết vở nhé. Cô mời các em hãy chuẩn bị tư thế ngồi viết và chuẩn bị bút, vở để chúng mình luyện viết bài viết ngày hôm nay nhé. Các em lưu ý tư thế ngồi viết, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách xa vở 25-30cm, tay phải cầm bút, tay trái giữ mép vở, chân để song song. Bây giờ chúng mình cùng nhau viết bài nhé. Các em viết cho cô giáo một dòng chữ O cỡ vừa. Một dòng chữ O hoa cỡ vừa. Tiếp tục xuống dòng, cô mời các em luyện viết một dòng chữ O hoa cỡ vừa nữa nhé. Cô mời các em bấm dừng hình để chúng ta luyện viết hai dòng chữ O hoa cỡ vừa. Mời các em quay trở lại màn hình nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát cách trình bày chữ O hoa cỡ nhỏ. Chúng ta lưu ý viết đúng dấu chấm, đó là khoảng cách giữa các chữ cho đều nhau. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết hai dòng chữ O hoa cỡ nhỏ nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau luyện viết tiếp hai dòng chữ ong. Khi viết chữ ong, chúng ta lưu ý viết xong chữ hoa O, chúng mình chuyển bút xuống phía dưới đường kẻ 1, đường kẻ 2 để chúng mình viết tiếp chữ N và chữ G. Sao cho điểm bắt đầu của chữ N chạm với chữ O. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết hai dòng chữ ong nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Chúng mình cùng nhau luyện viết tiếp câu ứng dụng của bài. Ong chăm chỉ tìm hoa làm mật. Các em lưu ý đầu câu chúng mình viết hoa và cuối câu có dấu chấm nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết câu ứng dụng nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài viết chữ O hoa. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.
Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.